Lời vàng Phật dạy Một la mã Phẩm song đối Ý làm chủ Hành vi tạo tác Ý dẫn đầu Thiện ác tạo ra Nếu dùng tâm Ý ác tà Nói năng hành động Khổ xa vào mình Như xe chở lăn nhanh Theo bánh Bánh đi đâu Xe đến liền theo mỗi khi tâm thiện đã gieo quả lành trổ giống bóng đeo theo hình ai ôm hận bị người hãm hại nó đánh tôi và chửi mắng tôi thắng tôi cướp đoạt của tôi nhớ hoài bất hạnh khó nguôi hận thù ai bỏ được hận thù bị hại nó đánh tôi và chửi mắng tôi thắng tôi cướp đoạt của tôi hận thù tan biến nguôi ngoai cõi lòng trả thù hận bằng tâm oán giận muôn kiếp dài có đặng thành công từ bi chuyển hóa thù chung đây là định luật công bằng xưa nay trong kiếp sống ai ngờ cái chết rình rập ta chẳng sót mảy may, người nào giác ngộ điều này hơn thua tranh chấp dứt ngay tức thì. Ai đắm nhiễm năm điều dục lạc, chẳng giữ tâm làm chủ giác quan, uống ăn thái quá hại thân, tánh hay lừa biến nhọc nhằn qua loa, người như thế bị ma đánh bại cũng giống như gió thổi ngã cây khổ đau bất lực nào hay đều do buông thả đắm say sắc trần không nhiễm đắm quán thân nhờ uế giữ gìn tâm làm chủ giác quan uống ăn tiết độ siêng năng vững vàng như núi trước ngàn bão dông dù khoác áo cà sa đỉnh đạt mà tâm còn uế trượt tham sân sống không chân thật buông lung làm sao xứng hạnh sa môn sáng ngời ai giải phóng tham sân trượt uế sống thanh cao giữ giới nghiêm minh chánh chân làm chủ được mình người tu như thế thật tình đáng khen không chân thật lại cho chân thật chân thật thì lầm tưởng dối gian tà tư tà hạnh làm nhân do vậy khó đạt chánh chân trong đời cái chân thật thì cho chân thật công chân thì khẳng định công chân chánh tư chánh hạnh làm nhân nhờ vậy đạt được chánh chân trong đời nhà vụng lợp có nhiều lỗ dột một trận mưa làm ướt tả tơi người không tu tập mãi chơi dục tham xâm nhập cả đời khổ đau nhà lợp khéo chỗ nào cũng kín nhiều mưa to chẳng ảnh hưởng chi với người tinh tấn tu trì dục tham dứt sạch có gì phải lo kiếp này khổ kiếp sau càng khổ kẻ ác gian chịu khổ hai đời quả sầu đeo bám khôn nguôi nhớ ác dây dứt khó rời khỏi ta kiếp này sướng kiếp sau càng sướng người đức cao được hưởng phước vui thiện nhân trổ quả còn hoài nhớ thiện an lạc tràn đầy trong tâm kiếp này khổ kiếp sau than khổ gieo ác nhân phải khổ hai đời lương tâm dằn vặt tơi bời rơi vào cõi dữ than hoài chẳng xong kiếp này sướng kiếp sau càng sướng làm phúc thì sung sướng hai đời phúc do làm thiện tuyệt vời sanh về cõi thiện thảnh thơi lâu dài lầu thông cả kho kinh sâu sắc không thực hành phóng vật ít chi khác gì như kẻ làm thuê chăn bò cho chủ có gì của ta người nói ít nhưng hành miên mật bỏ tham sân tỉnh giác thông dong hai đời dính mắt không còn người này tứng hạnh sa môn sáng ngời hai la mã không phóng vật không phóng vật là con đường sống, kẻ buông lung làm hỏng cuộc đời. Không còn phóng vật sáng ngời, buông lung như kẻ chết rồi ích chi. Sống bất tử với đường tỉnh thức, thói buông lung là vật tử sanh. Định thiền giới hạnh tinh cần, ung dung đạo giác an nhàn thân tâm. Người có trí siêng tu thiền định Luôn tinh cần thức tỉnh ngày đêm Niết bàn vô thượng xứng tên Cổ đau trói buộc không còn đeo mang Luôn tinh tấn tự điều chính niệm Nương pháp màu đức hạnh sáng trong Giữ mình dứt bỏ buông lung Tiến lành phước tốt gia tăng mỗi ngày luôn nỗ lực vượt qua phóng vật tự điều thân chủ các giác quan trí nhân như đảo vững vàng bảo dông không thể ngập tràn được đâu kẻ thiếu trí đam mê phóng vật bám nghiệp duyên rồi gặt quả sầu trí nhân tinh tấn trước sau như gìn của báu làm giàu bản thân cảnh hưởng thụ không thèm màn tới dục lạc đời chẳng luyến ái tham xuyên tu thiền định chánh tâm niềm vui sâu lắng đạt thành khó chi người có trí dẹp tan phóng vật trên lầu cao tuệ giác nhìn trong không sầu khổ hết buồn vương thương người ngu dưới kiếp hồng trần kia sống tinh tấn giữa người phóng đảng tỉnh thức luôn bên cạnh kẻ say trí nhân như ngựa khéo nài bỏ xa ngựa yếu cả bầy sau lưng như đế thích do tu tinh tấn khi tái sanh làm chủ cõi thiên không còn phóng vật được khen đời hay chỉ trích kẻ ghiền buông lung tâm luôn thích niềm vui tinh tấn, sợ buông lung, phá hạnh thanh cao. Tu theo Pháp Phật nhiệm màu, đốt tiêu trói buộc, sầu đau bao đời. Tâm luôn thích niềm vui tinh tấn, sợ buông lung, phá hạnh thanh cao. Tu theo Pháp Phật nhiệm màu, niết bàn sẽ chứng, cổ sầu lánh xa. Ba La Mã phẩm tâm tâm dao động sầu lo sợ hãi khó giữ gìn vùng vẫy theo duyên trí nhân làm thẳng tâm này như người thợ khéo uống tên thẳng hàng như tôm cá vất ngoài thủy giới luôn vẫy vùng hướng tới nước nguồn tâm tu vẫy mạnh thoát trần quyết lòng dẹp sạch ma quân não phiền tâm phàm tục truyền cành như khỉ theo thú vui thành thị xóm làng lành thay làm chủ được tâm giữ tâm tịnh tĩnh bình an lâu dài tâm vi tế có nhìn có thấy theo dục tham thoải mái quay cuồng trí nhân làm chủ được tâm niềm vui nội tại phủ trùm khắp nơi đâu cần phải chạy xa sống ẩn vào hang sâu hóa hiện không thân chi bằng điều phục được tâm vượt qua trói buộc của ngàn ma quân đối với kẻ tâm không an trụ pháp nhiệm màu khó tỏ nguồn khơi niềm tin rung động chơi vơi còn nguồn trí tuệ rạng ngời khó thông khi tâm thoát dục tham vướng mắt buông hận thù ganh ghét hờn ghen vượt trên thiện ác nhị nguyên xứng hèn tỉnh thức không còn sầu lo thân năm uẩn như sành dễ bể giữ gìn tâm như thể thành trì vung gươm trí tuệ diệt si thắng ma quân xấu chớ vì vinh quang Thân vô thường chẳng bao lâu nữa nằm vô tri trong cổ quan tài. Khi tâm thoát khỏi thân này, thân như khúc gỗ chẳng xài vào đâu. Người ác độc diệt trừ đối thủ, kẻ oan gia trả đũa oan gia. Không bằng tâm ác hại ta trầm luân muôn kiếp, đường tà lún sâu. Cha mẹ muốn cho con hưởng phước Thương cỡ nào chẳng được dài lâu Tâm lành nhân tốt gieo sâu Tự mình tạo dựng quả mau lớn dần Bốn La Mã Phẩm Hoa Ai chinh phục địa cầu thiên giới Vượt lên trên cả cõi diêm ma Sao bằng ngộ pháp Phật Đà như người khéo kết tràng hoa đẹp màu bậc hữu học vượt qua trời đất vượt lên trên cả cõi diêm ma lại thông chánh pháp bậc đà như người khéo kết tràng hoa đẹp màu khi tỏ ngộ thân như bọt nước ảo ảnh như điện chớp trên không bẻ tan tên của ma quân vượt tầm thần chết hàng ngàn dặm xa kẻ say nhặt cát hoa dục lạc bị tử thần vây bắt kéo lôi như cơn lũ dữ cuốn trôi cả làng trong lúc ngủ vùi đêm thâu kẻ say nhặt cát hoa dục lạc nhiễm đắm rồi dính chặt có buông ham vui chưa tỏa nguồn cơn tử thần đến bắt khó thương lượng gì như ông biết bám hoa thưởng thức không hại gì đến sắc và hương giữ gìn hoa hút nhụy xong cũng như bậc thánh vào làng hóa duyên không bới móc lỗi lầm người khác chuyện đã làm có đạt hay không nhìn mình hành động đục trong vô tình cố ý đừng mong phạm vào như hoa đẹp bên ngoài hấp dẫn mà bên trong chẳng đậm mùi hương lời hay ý tưởng lạ lùng không làm vô ích đáng thương vô cùng như hoa đẹp to tròn hấp dẫn dạng hình thù lại đượm mùi hương lời hay ý tưởng lạ lùng có làm ắt được quả tròn mười mươi như một đống hoa tươi các loại nhiều tràng hoa được kết sâu nên, cũng vậy trong chốn hồng trần, thân làm bao việc quý lành đáng khen. Hương mạc lệ chiên đàn thơm phức, cả nước hoa chẳng ngược gió bay. Hương người đạo đức thẳng ngay, bay xa ngược gió tháng ngày còn thơm. Hoa vũ quý chiên đàn thơm ngát hương già la sen sắc hồng tươi giới hương số một trên đời hương hoa chỉ sánh một mười mà thôi hương hoa đẹp không nhiều giá trị cả chiên đàn gỗ quý vậy thôi hương người đức hạnh sáng ngời hòa cùng mây gió khắp trời ngát hương người giới hạnh thanh cao đúng mực dình thân tâm chẳng chút vuông lung, đạt chơn giải thoát trí thần, quân ma không thể thấy đường tới lui. giữa bãi rác bên đường dơ bẩn, có hoa sen hoang thoảng mùi hương. giữa đời phàm tục nhiễu nhương, có người trí tuệ tình thương sáng ngời. giữa phàm tục bao người đau khổ bởi nhiễm tham không tỏ lý chân có người phật tử thực hành sáng ngời trí tuệ tỏ nguồn tâm linh năm la mã phẩm ngu người trằn trọc đêm buồn thâm thẳm kẻ mỏi chân ngao ngán đường dài người ngu chánh pháp ngoài tai luân hồi mất hút biết ngày nào ra trong cuộc sống tìm mà chưa gặp bạn đồng hành tâm đắc hơn mình chớ nên gần kẻ vô minh khổ đau lận đận bám rình khó buông bệnh chấp ngã vào con tài sản nào con ta tài sản của ta khổ sầu đeo bám chẳng tha người ngu nên hiểu tôi là chẳng tôi ai ngu dở biết mình còn dốt nhờ vậy mà chậm lục hết dần kẻ đần lại tưởng mình khôn chí ngu như vậy không còn người hơn người ngu tối có gần người trí không học theo chánh pháp chánh chân khác gì muỗng với vị canh trọn đời cũng chẳng thấm nhuần vị hương người ngu dốt khéo gần người trí Học Phật ngôn Đạo lý hiểu rành Cũng như lưỡi nếm vị canh Vị hương ngon ngọt Thấm nhuần trong thân Người thiếu trí Không màng thực tập Bản ngã thành Kẻ ác hài thân Bỏ rơi việc thiện Đức nhân Đắng cay quả xấu Đeo mang trọn đời Không hối hận việc làm bất chánh không vượt qua quán tính thói quen có ngày đẫm lệ sầu than một khi quả xấu chín vàng mới hay với việc thiện làm rồi không tiếc dù cho người chẳng biết đền ơn hân hoan vui vẻ đẹp lòng phước lành trổ quả đón mừng thiện nhân hành vi ác khi chưa trổ quả nhiều người ngu nghĩ nó ngọt ngon đến khi quả xấu chín hồng khổ đau bất hạnh khóc ròng ngày đêm tu khổ hạnh năm này tháng nọ đứng một chân ít ngủ ít ăn một phần mười sáu chẳng bằng phước người thấu hiểu rõ ràng duyên sinh nghiệp ác dữ chưa liền trổ quả như sữa tươi đâu đã đông ngay thầm theo đốt cháy người sai như than hồng núp dưới hơi tro tàn kẻ ngu muội tham danh hư ảo thường sống trong khổ não đêm ngày vận may tổn hại lâu dài nhức đầu căng thẳng nhớ hoài nỗi đau tham danh ảo chút nào tương xứng ngồi trước trên các hạng tỳ kheo lấn quyền ngay cả trụ trì muốn người nể sợ quyền uy của mình gây ngộ nhận cả tăng lẫn tục chứng minh rằng ta tác tạo nên việc làm lớn nhỏ chuyên quyền cống cao tham vọng bám truyền người ngu đường tục lụy dẫn về phàm tục đường niết bàn nẻo giác Hướng về hiểu thông hai ngõ hết mê, chẳng màng danh lợi hành trì viễn ly. Sáu la mã phẩm hiền trí. Gặp người trí chỉ điều non kém, lòng biết ơn cố gắng sửa sai. Kết thân người trí thật hay, dẫn đường kho báu tại ngay đời này bậc hiền trí giúp người sửa lỗi bỏ đường tà dẫn lối đường ngay người lành quý trọng chắp tay còn phường xấu ác ghét cay vô cùng chớ kết bạn với phường xấu ác kẻ dối gian cay độc tiểu nhân hãy thân với bạn hiền lành học theo gương hạnh chánh chân sửa mình người có trí thấm nhuần phật pháp tâm say niềm hạnh phúc cao sâu cõi tâm thanh tịnh tỏ lầu ngày đêm an lạc pháp màu thánh nhân người làm ruộng làm mương dẫn nước còn thờ tên trâu chuốt mũi tên thờ cây uống ván thẳng liền người khôn làm chủ cái tâm của mình như tảng đá vững vàng trước bão người trí hiền làm chủ cái tâm điềm nhiên trước cảnh phủ phàng khen chê chẳng động không màng thị phi người có trí thích nghe phật pháp gìn an vui hạnh phúc thông dong như hồ sâu thẳm nước trong không gì quấy đục cõi lòng tịnh thanh bậc hiền trí không còn chấp mắt người tịnh thanh bỏ được dục tham sống trong nghịch cảnh thuận duyên, tâm không dao động, vui buồn chẳng sao. Chẳng vì ngã hay người nào khác mà tạo điều độc ác gian tham, chẳng vì con cái giàu sang, chẳng vì ngôi vị trên ngàn muôn dân. Người có trí công bằng ngay thật, giới hạnh tròn, đạo đức thanh cao, noi theo chánh pháp cao sâu, phát huy tuệ giác làm giàu lương tâm. Đại đa số quẩn quanh ba cõi, ít có người vượt khỏi bờ mê, đa phần chẳng chịu trở về con đường giác ngộ đề huệ chánh chân. Với những kẻ thực hành pháp Phật, kéo giảng tuyên tỉnh thức cõi tâm, đến bờ giác ngộ niết bàn, vẫy chào đau khổ tử sinh bao đời bậc hiền trí bỏ buông ái dục hướng tâm về tỉnh giác niết bàn không còn ngu dốt sân tham trên đường hướng thượng Căng lành trồng sâu hãy vui hướng niết bàn tịnh lạc không sở hữu bỏ dục ái tham trí nhân rửa sạch nội tâm không còn cấu uế đầy tràn niềm an không chấp thủ với tâm chân chánh, bỏ ái tham tu bảy giác chi, không còn lậu hoặc vướng gì, sống trong an tịnh, sáng ngời nhân gian. Bảy la mã, phẩm A La Hán. Người đã thoát đường vào sống chết, chặt gông cùm tiền xích đập tan, ưu phiền đã thoát khỏi tâm, không còn tiền não an nhàn đến đi người chính niệm tinh cần tỉnh giác lìa não phiền ái dục chẳng màng đó đây vui sống độc thân bỏ ao ngỗng hướng ngút ngàn trời cao không màng đến tiền tài danh vọng làm chủ tâm ăn uống vừa chừng lòng không vô tướng thông dong tả buông chấp mắt thoát vòng trần gian Trời cao chim giữa mây ngàn, không gian mất hút, dấu chân khó tìm. Ai lậu hoặc ái tham dứt sạch, nhiễm đắm không tự tại luôn luôn. Lòng không vô tướng thông dong, như chim giữa chốn hư không khó tìm. Người điều phục sáu căn cảm giác, như ngựa thuần tuân phục chủ nhân, dứt trừ lậu hoặc mạng tham tứng a la hán giữa hàng nhân thiên rộng như đất tâm không oán hận như cột kia trước cảnh thịnh suy hồ tâm lắng sạch tham si bậc a la hán sáng người nhân gian người đạt được tâm an ý tốt lời lẽ lành hạnh nghiệp đáng khen thông dong trí tuệ chánh chân sống trong tịnh lạc ngập tràn an vui, không mê tín, cắt buông hệ lụy, rèn thức tâm, tỏ ngộ vô vi, thực hành vô chấp, tả ly là người tối thượng, sánh vì núi cao. Dù sống tại thôn quê làng nhỏ, hay rừng sâu núi cả, đồi cao, a-la-hán sống chỗ nào, thời dân nơi đó thấm sâu đạo vàng thật thú vị núi rừng xanh thẳm chỗ người phàm chẳng dám bén chân những người bỏ dục lìa tham chọn nơi trú ngụ chẳng màng lợi danh tám la mã phẩm ngàn dẫu có nói ngàn lời vô ích chẳng dính gì hạnh phúc cho đời chi bằng chỉ thốt ít lời thấm nhuần đạo lý giúp người bình an. Dẫu có đọc trăm ngàn câu kệ chẳng có gì liên hệ niết bàn, chi bằng nói pháp ngàn vàng, nghe xong lợi lạc, bình an cõi lòng. Dẫu có giảng rất nhiều bài pháp không giúp người bỏ chấp hết sầu, sao bằng lời pháp nhiệm màu, nghe xong hạnh phúc thật lâu trong người. Người thắng trận trước ngàn quân giặc đem khải hoàng hạnh phúc nước nhà chẳng bằng người thắng được ta chiến công oanh liệt sâu xa tuyệt vời tự chiến thắng vượt trên tất cả hơn kẻ thù giặc giả biên cương lành thay điều phục bản thân sống trong hạnh phúc không còn sầu đau dù quyền lực như trời thần quỷ hay ma vương kẻ giữ ngang tàn không người có thể sánh bằng một người tự thắng không còn vọng tâm dù cúng tế hàng ngàn vàng thẻ cho thần linh thượng đế trăm năm sao bằng ủng hộ thánh nhân xóa mê khai ngộ dẫn đàn an vui dù thờ lửa trăm năm rừng thẳm cũng không bằng cúng hạng chân nhân, cúng dường người trí tốt hơn trăm năm tế tự mơ màng phước duyên, dù hiến tế trăm năm thượng đế cầu phước lành tuổi thọ dài lâu chẳng bằng được một phần tư lễ người chánh trực tâm từ thường gieo, ai cung kính chân tu đạo lực thực hành theo vước đức sanh sôi dồi dào sức khỏe đẹp tươi sống lâu hạnh phúc thảnh thơi tháng ngày nếu phải sống trăm năm phóng đảng sao bằng ngày hiền quán tinh chuyên trăm năm mê muội triền miên một ngày tuệ giác hành thiền bình an dù có sống trăm năm lười biếng sao bằng ngày tinh tấn hết lòng vượt qua gian khó đục trong, quyết tâm đạt được thành công mới dừng. trăm năm sống mê thân ngũ uẩn, vướng luân hồi lẫn quẩn vần xoay, chi bằng ngày một ngộ ngay, vô thường sinh diệt tại đây bây giờ. trăm năm sống không rành bất diệt, sao bằng ngày ngộ biết vô sanh. trăm năm mù pháp thượng nhân không bằng ngày ngộ pháp môn cao vời chính la mã phẩm ác người có trí gấp làm việc thiện tránh ác gian như tránh vực sâu việc lành lần lửa không mau tâm tà dành chỗ khổ đau tới liền ai đã lỡ gieo trồng nghiệp ác đừng làm liều tiếp tục gây thêm chớ mà biện hộ tìm quên quả sầu phải gặt xích xiền bủa văn có cơ hội gieo trồng giống tốt nhớ siêng năng chăm sóc làm hoài căn lành tăng trưởng mỗi ngày những ai tích phước nay mai an lành kẻ làm ác quả sầu chưa trổ chẳng phải do nhân quả không thiên đến khi quả xấu kề bên Ác thời gặp ác, khổ phiền ngày đêm. Người gieo thiện quả lành chưa có, chính là do giờ trổ còn ta. Đủ duyên cây thiện trổ hoa, ở hiền gặt phúc hẳn là lý chân. Đừng xem nhẹ những điều ác nhỏ, vì cho rằng chẳng có hại chi. Hãy xem nước nhỏ vào ly, mỗi giây một giọt ly ti đầy tràn người ngu tối tham gian ác đạo ngày qua ngày gây tạo nghiệp duyên tâm tà nhân xấu tăng thêm đến khi quả trổ triền miên muộn sầu chớ xem thường điều lành nho nhỏ mà cho rằng chẳng có nghĩa chi bình tràn do nước nhỏ rì siêng năng làm thiện sánh vì trăng sao người sống thọ tránh xa độc dược doanh nhân khôn tránh lối hiểm nguy người khôn làm chủ hành vi lánh xa điều ác hướng đi an toàn bàn tay tốt có cầm thuốc độc không hại ai thương tật héo sầu cũng vậy người thiện trước sau không gây nghiệp ác khổ đau cho người kẻ xấu ác hại người đạo đức như bụi mù đang ngược gió bay khổ đau xử kẻ ác ngay quả sầu hành hạ khó tài trốn đâu người thiện vừa sinh từ bụng mẹ kẻ ác gian sa đọa cõi sầu thiện sinh thiên giới rất mau cực thiện chứng đạo thâm sâu niết bàn dầu bay luyện trên trời cao vút hay lặn bơi mất hút biển sâu, chui vào hang đá đi đâu, cũng không trốn được quả sầu đã gieo. Dầu bay liện trên trời cao vút, hay lặn bơi mất hút biển sâu, chui vào hang đá đi đâu, tử thần đeo bám, không sao xa lìa. Mười La Mã Phẩm Hình Phạt như quy luật mọi người sợ chết sợ chiến tranh bạo lực tổn thương đặt mình vào cảnh vô thường không sai người giết cũng không tự làm như quy luật mọi người sợ chết mong bình an hạnh phúc sống còn đặt mình vào cảnh tồn vong không gây sát nghiệp tổn thương mạng người như quy luật ai người cầu phước dùng gậy dao giết chết sinh linh không sao hạnh phúc an bình đời này đời tới tự mình khổ đau như quy luật những người cầu phúc không dùng dao hại giết một ai giữ tâm thương quý mọi loài đời này đời tới an vui trong lòng người thô lỗ buông lời ác độc người trả đòn hàng học chua cay khổ đau đến với cả hai lời qua tiếng lại chẳng ai được gì dình chính niệm vô thinh tĩnh lặng như chuông hư tiếng chẳng ngân vang với người hướng đến niết bàn nội tâm thư thái không mang hận thù một đồng khéo dắt bò ăn cỏ chiều dẫn về nhà chủ nghỉ ngơi cũng vậy già chết xưa nay lùa vào sinh tử bao đời chẳng tha người ngu tối tạo ra lầm lỗi do chẳng rành gốc tội đã gây khổ đau nghiền nát đời này nhày vò phiền muộn sánh tày lửa thiêu dùng vũ khí gậy dao đánh đập hành hạ người trù dập tơi bời quả sầu mười loại sau đây một là đau nhức đêm ngày rên la. Hai tai biến, ba là hương tật. Bốn động căng, ngu ngốc hay quên. Năm thường lận đận, luật quan. Sáu vương trọng tội, bị oan, hiểu lầm. Bảy thân quyến họ hàng ly tán. Tám chẳng may tài sản tiêu tan. Chính là hỏa hoạn, nghèo nàn. Mười sau khi chết đọa làm súc sinh dù lõa thể ngồi lì tuyệt thực không gội đầu bệnh tóc rối tung đừng hòng chuyển hóa tâm hồn nếu tâm nghi hoặc vẫn còn y nguyên sống trang sức bằng nguồn an tịnh điều phục tâm giới hạnh kiên trì thương người mến vật từ bi sa môn phạm chí sánh vì trời cao trong trời đất hiếm người chính niệm biết giữ mình hổ thẹn lương tâm tránh lời chỉ trích chửi thầm cũng như ngựa giỏi chẳng cần phạt roi như ngựa quý chẳng cần roi chạm sống nhiệt tâm dũng cảm chuyên cần vững tin giới đức thiền hành chọn tìm giáo pháp thấm nhuần lý chân dình chính niệm cùng minh hạnh túc nêu quyết tâm tam độc loại trừ khổ đau kết thúc thản thư người này xứng bậc chân tu trên đời như thủy lợi làm kênh dẫn nước kẻ làm tên nắng vuốt cung tên thờ cây bào ván hai bên người khôn làm chủ bản thân đêm ngày mười một la mã phẩm già cười sao được sướng vui sao nổi khi lửa tham cháy rụi thế gian tối tâm văn phủ trời đêm sao không nỗ lực tìm đèn sáng soi thân bề ngoài đẹp đầy nhựa sống ở bên trong một đống vết thương gây sầu sao lại vấn vương thân là giả tạm vô thường mong manh thân mấy chốc đã già tàn tạ nơi chứa đầy bệnh khổ hôi tanh vô thường tổ hợp mong manh chết là kết thúc tái sanh hồng trần thân thể này màu bồ câu trắng như trái bầu thu đến vứt đi chết rồi thi thể gớm ghê có gì vui thích mãi mê thân này ôi thân thể như thành trì cổ dựng bằng xương máu đỏ thịt gân chứa già chết bệnh từng phần cống cao lừa dối giáng duyên nổi gì xe vua đẹp có ngày cũng cũ thân thể rồi ủ rũ tàn phai pháp lành trẻ mãi còn hoài hãy nên khắc cốt những lời thánh nhân trẻ ít học và không hiểu biết chẳng khác gì bò đực lớn đầu thân to cơ bắp khỏe mau nhưng không trí tuệ khác nào bóng đêm lang thang suốt luân hồi bao kiếp quyết đi tìm tên sếp tây nhà tìm hoài tìm mãi không ra tái sanh khổ lụy đọa xa ba đường nay ta cấm ngươi không xây nữa phá cột kèo ván cửa ruồi mèn nay ta đã chứng niết bàn ái tham chấp thủ tiêu tan hết rồi lúc còn trẻ chẳng màng đạo đức không học nghề tự lập lo thân đến già gặp phải khó khăn như cò ủ rũ không còn cá tôm có người trẻ chẳng rèn đức hạnh không luyện nghề không lãnh tiền lương khi già buồn tuổi sầu vương nhớ về dĩ vãng thở than vắng dài mười hai la mã phẩm tự ngã người đánh giá bản thân là quý phải chính tâm bảo vệ lấy mình ngày đêm người trí giữ gìn luôn trong tỉnh thức tịnh minh cõi lòng người trí tuệ bản thân vững chãi tự chủ mình hoàn thiện chánh chân xong rồi giáo hóa tha nhân sống trong gương mẫu thế gian nể vì người gương mẫu thực hành hoàn tất mới đem ra giáo dục thế nhân tự mình làm chủ thân tâm soi gương nhân cách hạnh lành truyền trao người sáng suốt tự nương mình vững không tìm cầu dựa dẫm vào ai lành thay điều phục tâm này biết tự điều phục không hay trên đời các điều ác do mình tạo tác ác do tâm ai khác ngoài ta ác nhân nghiền nát người tà như kim cương cứng nghiền qua đá thường như tầm gửi bám cây phật pháp người buông lung giới đức chẳng dình hạnh ta chuốt họa vào thân kẻ thù sung sướng thấy mình tiêu tan làm điều ác không cần trình độ hãm hại ta đau khổ dễ hơn có thay làm thiện chánh chơn mình người lợi lạc bình an cõi đời kẻ ác kiến ngu si phỉ bán giáo pháp hàng la hán nhiệm màu hại mình như ngọn trúc lâu ngay khi trổ quả nhuốm màu diệt vong các điều ác do mình tự tạo rồi vướng vào khổ não họa tai Điều lành ta tạo hôm nay Quả an vui đến Sớm mai là thường Nên hiểu rõ sạch trong Nhờ uế Hành động do gốc rễ từ tâm Cậy nhờ tha lực Khó thành Đổ lỗi tại bởi Sao đành không nên Dù phụng sự vì tha thiết thực Xin chớ quên Thực tập lợi mình Chuyên tâm học pháp cao minh hướng về giải thoát đạt thành mới thôi mười ba la mã phẩm thế gian người sáng suốt chớ ôm tà kiến sống buông lung ti tiện qua ngày nghiệp tà vậy chớ kéo dài được vầy sinh tử luân hồi sớm ra luôn tinh tấn không mê lạc thú hạnh thanh cao tu sĩ thường ghi trang nghiêm giới đức hành trì hai đời hưởng phúc chỉ vì tu tâm hãy quán tưởng trong đời trần tục mọi thứ như bọt nước huyễn vong đến khi ngộ lẽ vô thường tử thần không thể lần đường chân nhân cõi hồng trần đẹp tuồn ảo mộng như xe vua hoành tráng gấm thiêu kẻ ngu tham đắm chắc chiêu người khôn tỉnh thức chẳng yêu nhiễm đời dù quá khứ buông lung dục lạc nhưng về sau tỉnh thức chuyển tâm làm lành tỏa sáng trần gian như trăng rằm chiếu không còn mây che dù ngày trước gây bao tội lỗi nhưng hôm nay sám hối hồi tâm làm lành tỏa sáng trần gian như trăng rằm chiếu không còn mây che Kẻ mù tối thế gian đầy dẫy, người sáng trong có mấy trên đời. Như chim khôn chẳng vướng mồi, người tu đạo đức an vui cõi trời. Như trời thẳm thiên nga uốn liện, có thần thông ẩn hiện không gian. Trí nhân thoát trốn hồng trần, vượt qua ma chướng vững vàng đường tu. Với những kẻ chẳng tôn trọng pháp dùng vọng ngôn lừa lọc rêu rao ghét thiện bác bỏ đời sau lún sâu đường ác ngày nào vượt ra kẻ keo kiệt không sanh thiên giới người dạy ngu chẳng đoái tình thương người hiền thích sống thiện lương đời sau hưởng phúc khác thường thế nhân chứng sơ quả thánh nhân rạng rỡ hơn cõi trời thiên chủ uy quyền hơn trời trong chốn càng khôn khó tìm trong cõi bụi hồng người hơn mười bốn la mã phẩm phật đà phật chiến thắng hoàn toàn cõi trượt tham ái trừ tuệ giác sâu ngần không lưu dấu vết trần gian đố ai vẽ được bước chân vượt đời bậc giải thoát lưới tham ái dục hết tái sanh tuệ giác sâu ngần không lưu dấu vết trần gian đố ai vẽ được bước chân vượt đời người có trí thiền hành tinh tấn tìm niềm vui trong hạnh viễn ly đêm ngày tỉnh thức luôn khi trời người kính trọng sánh về trăng sao thật hạnh phúc làm người nhân đức quả khó thay sống thật tịnh thanh có thay nghe pháp thực hành, có thay gặp phật chứng thành quả cao, mọi hoàn cảnh không làm bất thiện, dù khó khăn phát triển nhân lành, luyện tâm rèn ý tịnh thanh là lời Phật dạy đành rành xưa nay, tu nhẫn nhục cổ hành đáng quý, đạt niết bàn quả vị tối cao, chúng sinh chẳng hại tơ hào hạnh sa môn ấy cao sâu khó bàn không phỉ bán không làm thương tổn làm chủ mình giới bổn vẹn toàn điều hòa ăn uống định thiền sống đời an tịnh không phiền một ai dù mưa rải bạc vàng chưa thỏa lòng dục tham không đáy xưa nay trí nhân hiểu rõ điều này khổ nhiều vui ít không sai bao giờ Ngộ lẽ ấy người tu học Phật Chẳng đam mê dục lạc người trời Quyết lòng chuyển hóa thảnh thơi Không còn tham ái rạng người nhân gian Trong nguy khổ người tìm nương tựa Hoặc thần linh rừng rủ non cao Miếu đình cây vật hang sâu Vái vang hiến tế mong sao an lành nương tựa ấy hoàn toàn vô bổ, tìm loanh quanh nhiều chỗ bất an, khổ đau còn đó chưa tan, chỉ do mê tín chẳng thành tựu chi. Người có phước tìm về tam bảo, Phật pháp tăng quý báu khó hơn, khó khăn bất hạnh tựa nương, dùng bốn chân lý làm phương thoát nàng. Thấy đau khổ nguyên nhân gây khổ thấy niết bàn thánh lộ tám ngành đưa người đến chốn bình an không còn bất hạnh trần gian muộn phiền nương tựa ấy tạo nên quả phước nguồn tâm linh thể đạt an vui người khôn nương tựa đời đời vẫy chào đau khổ thảnh thơi cuộc đời bậc trí tuệ vung bồi giới đức tìm khắp nơi hiếm được một người chỗ nào có bậc trí tài xóm làng hạnh phúc cuộc đời bình an ôi hạnh phúc như lai thì hiện pháp cao siêu lăng chuyển khắp nơi tăng đoàn hòa hợp đạo đời bốn hàng đệ tử cùng vui tu hành biết lệ kính những người đáng kính phật thánh hiền đức hạnh thanh cao những người chướng ngại sạch lầu não phiền dứt sạch khổ đau giả từ nhờ cung kính chân tu quảng đại bậc tịnh an tự tại thấy nghe không còn sợ hãi sầu mê phước lành mỹ mãn đề huề bên ta 15 la mã phẩm an lạc phúc thay sống giữa người thù hận lòng thảnh thơi chẳng giận hờn ai lành thay sống giữa chua cay không hề oán hận nguôi ngoai cõi lòng phúc thay sống giữa người đau bệnh chẳng hề chi khỏe mạnh tấm thân lành thay sống giữa nguy nan bình an vô sự an toàn trước sau phúc thay sống giữa người khác dục lòng vững dưng gạn đục khơi trong lành thay sống giữa vô thường lòng không ham muốn không vương khổ sầu phúc thay sống giữa người chấp hữu gìn vô tham vô ngã không sầu cõi lòng an lạc vô cầu vui như thiên giới đứng đầu quan âm người chiến thắng thường gây thù oán kẻ bại thua uất hận khổ đau vui thay hòa hợp trước sau bỏ qua thắng bại dân trào niềm vui trong các lửa dục tham số một còn tâm sân vượt trội quân ma khổ nào sánh kịp chấp ta niết bàn tối thượng thật là lạc an cơn đói khác chính là bệnh dữ chấp cái ta bệnh khổ nhiều hơn vượt qua bị thử ngã nhân niết bàn chứng đắc các tường an vui có sức khỏe còn hơn tặng phẩm biết đủ là tài sản tối cao chân tình là bạn tâm giao niết bàn số một, phút nào sánh hơn người nếm vị thanh cao ẩn giật vui niết bàn an lạc khó hơn nhiễm ô sợ hãi đâu còn thấm nhuần pháp hỷ tâm không vướng gì thật may mắn thánh nhân gặp mặt được gần bên hạnh phúc nào hơn phúc thay chẳng gặp ngu nhân càng xa khỏi họ càng an lành nhiều cùng chung sống với người ngu tối khổ khác gì sống với kẻ thù sống chung người trí vô ưu như cùng thân quyến chẳng lo sợ gì với những bậc tinh thông sáng suốt người giữ gìn giới đức thánh nhân quyết lòng gần gũi kết thân như trăng soi sáng con đường đang đi mười sáu la mã phẩm hỷ ái cố đeo đuổi điều nên xa lánh việc đáng theo lại tránh không làm bỏ mục tiêu vướng ái tham nỡ nào ganh ghét người ham tu hành chớ gần gũi người thương quá đổi đừng gần người bực bội ghét mình thương không gặp khổ muôn phần tiếp duyên kẻ ghét ngút ngàn khổ đau hiểu được thế chớ yêu chớ nhớ yêu xa nhau đau khổ biệt ly vẫy chào yêu ghét sầu bi cắt dây trói buộc còn gì sướng hơn gốc tham ái sanh ra đau khổ tạo sầu bi Lo sợ ngã nhân, ai trừ tham ái khỏi tâm, ta lìa sợ hãi, không còn sầu bi. Gốc luyến ái sanh ra đau khổ, tạo sầu bi, lo sợ ngã nhân, ai trừ luyến ái khỏi tâm, ta lìa sợ hãi, không còn sầu bi. Gốc hỷ ái sanh ra đau khổ, tạo sầu bi, lo sợ ngã nhân ai trừ hỷ ái khỏi tâm ta lìa sợ hãi không còn sầu bi gốc dục ái sanh ra đau khổ tạo sầu bi lo sợ ngã nhân ai trừ dục ái khỏi tâm ta lìa sợ hãi không còn sầu bi gốc khát ái sanh ra đau khổ tạo sầu bi lo sợ ngã nhân ai trừ khát ái khỏi tâm xa lìa sợ hãi không còn sầu bi người giới đức tuệ tri đầy đủ nương pháp lành chứng ngộ lý chân làm xong những việc phải làm mọi người kính nể mười phân vẹn mười niết bàn chứng ly ngôn tông chỉ quả tam hiền tuệ trí viên thông lìa dục lạc tịnh cõi lòng bậc chân nhân đó ngược dòng thế gian như lữ khách biệt tâm xa vắng nay trở về lành lặn bình an bạn bè thân quyến hân hoan chúc mừng sum họp xóm làng chia vui cũng như thế với người làm thiện bao đời qua cho đến đời nay quả lành chào đón hai tay chúc mừng hạnh phúc có ai được bằng bảy La Mã Phẩm Sân Hận Tu chuyển hóa không còn giận tức Đã lìa xa danh sắc mạng tham Không còn kiết sử buộc ràng Người vô sản ấy xua tan khổ sầu Dừng phẫn nộ khi tâm tức giận Như đạp phanh, xe thắng lại ngay Xứng danh người lái xe tài Còn những người khác là nài cầm cương dùng không hận vượt qua cơn giận bố thí nhiều chiến thắng sẻn tham nhân từ chinh phục ác gian dùng tâm chân thật thắng ngàn ngụy trang dù nghèo khó thực hành ban tặng chuyển hóa tâm sân hận không còn nói lời ái ngữ thực lòng đây là điều kiện sanh lên cõi trời người gieo rắc tình thương bất hại khắp mọi nơi tự tại thân tâm lìa phiền não hướng niết bàn khổ đau kết thúc bình an giữa đời người tỉnh thức ngày đêm tinh tấn học và tu cố gắng song hành một lòng hướng đến niết bàn vượt qua lậu hoặc dễ dàng thành công người im lặng bị chê không biết kẻ phát ngôn mang tiếng lắm lời có ai không bị chê cười thị phi là thói miệng đời xưa nay như quy luật điều này kim cổ chẳng ai từng toàn bị chê thôi cũng không mãi được khen hoài khen chê là thói miệng đời bận chi người có trí sống không tì vết giới hạnh và định tuệ tròn đầy ai thường thẩm sát vì này công tâm tán thán nể người chân tu người giữ giới như vàng ống ánh một lòng tu đức hạnh cao vời tứng danh khen ngợi của đời phạm thiên cũng phải ngõ lời tán dương thân làm chủ thì đừng cáu giận phòng hộ thân sẽ đặng an lành các điều xấu ác chớ làm những điều đạo đức tinh cần không quên làm chủ miệng thì đừng cáu giận phòng hộ lời sẽ đặng an lành không lời thô ác cộc cằn những lời từ ái tinh cần không quên làm chủ ý thì không cáu giận phòng hộ tâm sẽ đặng an lành tâm không tà kiến dữ dằn tư duy chân chánh tinh cần không quên bậc hiền trí điều thân miệng ý dình cả ba tỉ mỉ không quên thân lành lời đẹp ý chơn hoàn thành điều phục không còn bận nhơ mười tám la mã phẩm cấu uế thân thể sẽ tàn như lá úa thần chết luôn chầu chực kề bên ở đời mạng sống vô thường hành trang chưa đủ đường trường mệt hơi hãy xây dựng cho mình hòn đảo gấp tinh cần vì đạo tu hành dứt phiền não ý tịnh thanh lên miền đất thánh tái sanh trời lạnh nay thân thể tàn suy sắp hết gặp diêm vương thần chết kề bên giữa đường không thể nghỉ chân hành trang chưa đủ dặm đàn mệt hơi hãy xây dựng cho mình hòn đảo gấp tinh cần vì đạo tu hành dứt phiền não ý tịnh thanh không còn già chết tử sanh đèo bồng bậc hiền trí tự mình nỗ lực chuyển uế tâm gạn đục cơi trong cũng như thợ giỏi luyện vàng không còn tạp chất tinh rồng hoàng kim chất rỉ sét sanh ra từ sắc lại ăn mòn thanh sắc dần dần ác nhân gieo nghiệp chẳng lành tạo thành quả ác tự mình vương mang không tụng niệm làm nhơ kinh điển không quét lau làm bẩn cửa nhà biến lười nhan sắc mau già kẻ phóng vật luôn lơ là phòng canh thiếu tiết hạnh tan tành phụ nữ keo kiệt thường thích giữ không cho ác tà là một vết nhơ đời này đời tới lờ mờ khổ đau trong tất cả vẫn nhơ vừa kể vô minh là cấu uế đứng đầu người tu siêng học pháp màu xứng hàng vô nhiễm vượt cầu tử sinh không hổ thẹn thói này dễ quá lỗ mãn như chim quạ cắn lưng chê bai ngã mạng ngông cuồng nhiễm ô liều lĩnh trăm đường trái ngang đẹp biết mấy người thường hổ thẹn sống vô tư khiêm tốn hài hòa buộc ràng nhất quyết lìa xa giữ tâm sáng suốt thật thà tịnh thanh có những kẻ sát sanh hại vật của không cho cướp đoạt về mình dối gian nghiện ngập ngoại tình tự đào mộ huyệt tự chôn cuộc đời chính vì vậy người khôn nên biết chế ngự tâm thì ác diệt vong tham lam tội lỗi cùng đường khổ đau lận đận đoạn trường khó ngưng do tâm đạo hoặc lòng hoan hỷ mà có người bố thí cúng dường ai người bất mãn ganh hờn ngày đêm khó được định tâm an lành ai bỏ được hờn căm ganh ghét biết vui theo hạnh phúc của người ngày đêm tùy hỷ tươi cười định tâm đạt được giữa đời trái ngang lửa dữ nhất là tham ái nặng chấp nào hơn thù hận tái tê lưới nào hơn lưới si mê sông tình bể dục kéo lê bao người bươi móc lỗi của người dễ ẹt như quạt quay thổi trấu ra ngoài lỗi mình che giấu đêm ngày khác gì gian lận chơi bài quen tay kẻ nhếch mắt truy tìm lầm lỗi thường cống cao chỉ trích chê bai não phiền theo đó tăng hoài cõi lòng an tịnh biết ngày nào đây hư không vốn không lưu dấu vết ngoài phật môn khó kiếm sa môn đời ham tranh luận vui mồm như lai an tịnh không còn hơn thua thư không vốn không lưu dấu vết ngoài phật môn khó kiếm sa môn hữu vi biến đổi vô thường như lai an tịnh không còn đồng tâm mười la mã phẩm pháp trụ bậc pháp trụ là người chuẩn mực không sống theo chuyên chế cực đoan trí nhân cư xử cân phân chánh tà đen trắng rõ ràng không sai bậc pháp trụ là người trí giác sống công bằng dẫn dắt mọi người không còn chuyên chế lộng quyền sống theo luật pháp cho đời thăng hoa bậc hiền trí chẳng do hiểu rộng hay nói nhiều những chuyện trên đời không thù không oán sợ người an hòa đức độ rạng người chánh chân Người trì pháp chẳng do lắm miệng, biết nói theo chuẩn mực pháp màu, thực hành chẳng chút lãng sao, không còn phóng túng, thấm sâu đạo vàng. Gọi trưởng lão chẳng vì tóc bạc hoặc sống lâu, tuổi tác đã cao. Những ai đức trí không sâu, già đầu mê muội khác nào lão ngu. Người thông đạt bốn điều chân lý chủ giác quan tuệ trí chánh chân không còn lậu hoặc tịnh thanh trưởng lão như vậy xứng danh đạo đời đâu phải đẹp hoặc tài hùng biện mà trở thành người thiện chánh chân ai không ích kỷ hờn ganh không còn cao ngạo xứng danh bậc hiền bậc hiền thiện là người dứt được tham sân si nguồn gốc khổ đau tỏ thông trí tuệ lầu lầu đức tài ngời sáng đạo màu tràn dân là tu sĩ đâu do đầu trọc phải thực hành dứt sạch dục tham không còn phóng túng dối gian hạng sa môn ấy chánh chân trọn đời ai chuyển hóa ác nhân lớn nhỏ dứt tham sân sáng tỏ nguồn tâm không còn ác pháp tịnh thanh hạng sa môn ấy danh trên đời Người tu sĩ phải đâu hành khất Chỉ biết ôm bình bát tinh ăn Người tu chánh pháp hiểu rành Giới hạnh đầy đủ trí nhân sáng ngời Người tu sĩ vượt qua thiện ác Sống giữ gìn giới đức thanh cao Dùng nguồn trí tuệ cao sâu Xét soi vạn pháp đạo màu tràn dân Chỉ im lặng mà tâm vô trí đâu gọi là ẩn sĩ đạo cao trí nhân chọn hiện rất mau cán cân hạnh phúc đi đầu mọi duyên bậc ẩn sĩ trong ngoài thấu hiểu đời bây giờ và kiếp tương lai dứt trừ ác pháp hôm nay tính danh thích tử mâu ni nhiệm màu bậc hiền thánh không gieo nghiệp sát hại con người động vật sinh linh tâm từ thương khắp chúng sinh, loài vô tình lẫn hữu tình như nhau, chẳng vì cớ giữ gìn giới luật hay vinh vào học đủ, hiểu nhiều, chẳng vì thiền định cao siêu, sống nơi thanh vắng, sớm chiều độc cư mà có thể tự cho chứng đắc, tự mãn lòng được phước viễn ly, chớ nên sao lãng hành trì đến khi lậu hoặc hết thì mới xong